Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang thông tin về trường hợp em học sinh lớp 5 trường tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang tử vong sau khi ăn sáng ở quán ăn ngoài cổng trường. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo công an vào cuộc vụ việc này. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, số học sinh nêu trên của hai trường đã ăn sáng nhiều món khác nhau tại các quán ăn khác nhau ngoài trường học. Đến 6 giờ 45 phút cùng ngày, các học sinh có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, nôn ói, nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các cháu về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế kiểm tra. Theo báo cáo của các đơn vị, trước khi đến lớp, học sinh này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường, ăn sushi, uống nước ngọt. Tuy nhiên chỉ sau khoảng 30 phút ăn uống xong, cháu có biểu hiện muốn nôn, sùi bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu. Sau đó, nhà trường đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Hội đồng y khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã hội chẩn và kết luận cháu ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Chiều tối 5 tháng 4, ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang và ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì làm việc với các ngành chức năng liên quan về vụ việc đã nêu. Đồng thời, theo thông cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, vụ việc liên quan đến một học sinh tử vong và 30 học sinh phải nhập viện đó là một số trường hợp rối loạn tiêu hóa tại hai trường nói trên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các sở Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định.